Làm đôi môi này lóng lánh một chút nhé. Tớ sẽ bắt đầu với việc thêm keo lên đôi môi. Giờ tớ sẽ dùng cái cọ này để phết quanh nhé. Giờ dùng chút kim tuyến nha. Đúng thứ mình cần luôn nè. Một chút màu xanh sẽ cháy lắm đó. Thế này là đủ rồi. Giờ mình sẽ thổi kim tuyến thử đi. Wow, nhìn xịn quá à. Mình phải bôi son giống vậy mới được. Nhìn tuyệt quá. Tớ nhắn được chứ? Mong là món gì ngon lành. Cố lên. Chán quá vậy ta. Thôi vậy, làm cho xong nào. Tớ sẽ đeo cái mặt nạ ngủ này. Ok, tụi mình phải đoàn kết thôi mà. Wow, xem đống màu ấy kìa. Hòa là một với cọ vẽ nào. Mình sẽ bắt đầu với việc tô đen khung toàn. Chắc là được rồi. Chúng ta sẽ sẽ bực lắm đây. Xịn. Giờ mình sáng tạo thôi. Mình sẽ vẽ vài chấm màu trước. Ok, tiếp theo là màu vàng nhé. Đến ngay nè bồ. Của cậu đi. Tụi mình giỏi ghê. Thêm mấy chấm nữa này. Mong là đẹp. Cần màu xanh không? Cậu đọc được suy nghĩ của tớ hả? Tớ không cần nhiều đâu. Đưa xanh lá đây nào. Giờ phải phết màu da nhé. Biết rồi. Cho xin nha. Thể nào cũng ổn áp luôn. Đợi mọi tẹo nha bà con. Có chuyện gì thế nhỉ? Tớ sẽ đặt dây quanh mấy chấm sơn. Rồi kéo dây đi. Chúng mình còn chả cần cọ cơ. Wow, giống mấy cánh hoa quá. Hả? Để xem nào. Wow. Thành công rồi. Nhìn tuyệt lắm luôn. Tớ sẽ mang món này về nhà. Đến lượt mị. Nhìn nó quay kìa. Hả? Trông cũng đơn giản. Nữa hả má? Ok, được rồi. Không ti hí nha. Thích phần này ghê. Chuyện gì đấy? Màu đâu nhỉ? Chà, có cọ vẽ mới tròn chứ. Chắc tớ giúp được đó. Tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Cầm nè. Ồ, ok. Cậu biết chơi cái này hả? Không được đâu. Cậu luôn mang cái này theo hả? Còn cái này? Thôi. Liêu à, cậu còn cái gì nữa thế? À ha, cái này trông hữu ích nè. Thật à, tự mình dùng nó được đấy. Chuẩn bị nào bồ. Tớ sẽ thêm chút sơn lên khung toàn. Như vậy là ổn. Giờ đến lượt cái bàn trải. Mình sẽ dùng bàn trải để vẽ thành hình lông vũ. Các màu sắc hòa quyện nè. Nhìn tuyệt chứ này. Liêu ơi, bỏ cái bàn trải xuống coi. Tin tớ đi. Thật ra thì trông cũng ra gì đấy. Mình phải đánh răng thôi. Đừng mà Liêu. Miệng tớ hôi quá. Tớ thấy không ổn tí nào cả. Trông tớ sao nào. Chà, không trả lời thì hơn. Ít nhất thì bức tranh cũng đã hoàn thành rồi. Wow, đẹp quá đi. Cậu đừng soi gương nhé. Hả? Tớ đã cố cảnh báo cậu rồi. Răng tớ dính cái gì hả? Mình sai quá sai rồi. Sẵn sàng chưa? Nhấn này. Trái cây. Chắc cũng dễ thôi mà. Có vẻ không rồi. Sao mình phải bịt mắt cơ chứ? Bất công quá đi. Ok, chuyển thế nào. Tớ có họa cụ rồi nè. Chả nhìn thấy gì luôn. Đầu tiên là vẽ quả chuối nè. Đâu rồi ta? Bố ơi, giúp tớ chút với. Quả chuối của mình. Ý cậu là quả này hả? Mình sẽ đặt nó ở đây. Giờ thì cần một cây bút. Và mình sẽ đồ vòng quanh quả chuối. Ai cần vẽ cơ chứ? Ok, xong nè. Trông xịn sò chứ này. Mình rất tự hào luôn. Cậu thấy sao hả? Tớ thấy cũng được. Đến lượt mình nè. Hay là dùng cuộn băng keo này nhỉ? Mình không xài tay kia được nên dùng miệng cho dễ nè. Giờ là đặt nó lên trên khung toàn. Ổn thì am nhé. Tớ sẽ thêm vài dải băng keo xếp chéo nữa. Giờ bắt đầu vẽ thôi.
Tớ sẽ vẽ một hình tròn và tô bên trong. Vui ơi là vui luôn. Đến lúc thêm các chi tiết rồi. Và thêm chấm màu trắng giữa những miếng băng keo. Chuẩn như lý chuẩn rồi. Mình sẽ cẩn thận gỡ băng keo ra. Đừng để bị hỏng nha mọi người. Miếng cuối cùng nè. Ok, vẽ thêm mấy cái lá thôi. Màu xanh lá này rõ là xinh. Tô bên trong cái lá nè. Và thêm vài lá nữa. Xong xuôi, xem này mà. Là một quả dứa đấy. Làm như thông minh lắm ấy. Thì tớ thông minh thật mà. Chờ chút. Trái cây thật còn xịn hơn nhé. Wow, sao hay thế bạn mình. Vẽ xong đói bụng quá trời. Nào thử miếng đi. Ngon quá trời á. Tớ xin miếng nhé. Ăn thế này vui nhỉ. Nhấn luôn đi má. Ồ, cảm ơn. Hồi hộp quá đi. Tuyệt thật sự. À, bất công quá đi. Trò chơi này xàm xí ghê. Chơi đi. Tụi mình cần màu nữa. Ngon lành. Chỉ chỗ cho tớ với. Điên, tớ giúp cho. Rồi đấy. Cảm ơn, cậu là nhất đó. Tớ có thể làm được mà. Chút xíu nữa thôi. Ok, vậy là ngon lành nhé. Cứ tưởng là có động vật thần làm mẫu cơ. Chơi nào. Mình sẽ bắt đầu với mặt nhé. Trông chả đẹp thế nào. Xấu hỉ luôn. Thử lại lần nữa nào. Mình sẽ vẽ một con cá. Cá dễ ẹc ấy mà. Thế này còn xấu hơn. Sao mà khó thế nhở. Ok, mình vẽ một bé cún cưng đi. Ờ, đấy đâu phải cún. Trông như hâm vậy. À, bực quá đi mất thôi. Mình nên làm gì đây. Màu đâu ta. Mình sẵn sàng rồi này. Đi nè. Cảm giác ghê quá đi. Phải vẩy đi thôi. À, bực hết cả mình. À, Sky ơi, xem cái này nè. Cái gì. Thì sao. Đợi đi. Để tớ dính mắt lên đó. Nhìn hài quá đi. Là cua đó mà. Trông hay phết. Đến lửa cậu đó liêu. Mong là đơn giản xíu. Tuyệt. Cố lên. Ồ, xịn quá. Tớ có kinh nghiệm rồi. Cậu sẵn sàng chưa. Tớ có giấy nè. Vẽ cầu vồng thôi cả nhà. Tớ phải lấy sơn ra đã. Cậu đang làm gì đấy. Ok, xong rồi. Màu vẽ cầu vồng đó bà con. Tớ sẽ bắt đầu với màu đỏ. Cậu giúp tớ mở với nha. Cảm ơn. Rót chút lên giấy vẽ nè. Ngon lành luôn. Và giờ chút màu vàng nha. Sẽ đơn giản ấy mà. Tớ có ý tưởng này. Nhưng phải lấy món đồ này cái đã. Đi nè. Đúng thứ mình cần luôn. Bắt đầu vẽ thôi. Mình sẽ cho một chút màu đỏ lên miếng rửa chén. Rồi thêm mấy màu còn lại nè. Thế này tiết kiệm thời gian lắm luôn. Mong là nó sẽ trở thành một cái cầu vồng xinh xẻo. Mình sẽ ấn miếng này lên giấy. Rồi đi theo một đường cong. Hiệu quả nè. Cái cầu vồng này đỉnh quá. Mình rất là vui luôn. Wow. Là mình lo lắng ghê. Phải vẽ bằng tay thôi. Mình sẽ nhúng ngón tay vào các màu khác nhau. Sặc sỡ quá. Mình chẳng dùng giấy đâu. Mặt mình xịn xò hơn nè. Nhìn này, tớ là cầu vồng đó. Nhìn đẹp tuyệt luôn phải không. Ôi trời. Có chuyện gì thế này. Miếng rửa chén của tôi hả. À, em trả cho chị đấy. Tôi đang theo dõi đó nha. Chị ấy trông hài lòng mà. Hai đứa đó lúc nào cũng phá. Giờ mình có thể rửa cho xong rồi.
Chờ chút nào. Wow, như một tuyệt tác luôn. Nhớ này, bạn có thể sáng tạo bất cứ lúc nào đấy. Chỉ cần tập feel theo cảm xúc sáng tạo là được. Đâu là bức tranh bạn thích nhất? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.